chỉ gây chuyện ở lớp dạy mới mở, Đông còn vì ngủ quên mà làm mất chiếc xe máy. Hành trình lập nghiệp của Đông trên thành phố không mấy suôn sẻ, dễ dàng. Đông, Trọng Lân đang dạy nhảy trên vỉa hè thì bị một cô gái gây chiến vì cho rằng Đông đang giành chỗ tập của cô ta. Cả hai lao vào đấu võ mồm. Không ai chịu nhường ai, cô gái còn gọi điện cho một nhóm du côn để đến xử lý Đông. Đứng bên ngoài, cả Phong và Sơn đều tỏ ra lo lắng cho ông anh trai. Bên cạnh đó, Đông còn chạy xe ôm để kiếm thu nhập. Tuy nhiên, vì ngủ quá say mà anh chàng đã để mất chiếc xe máy lúc nào không biết. Ở quê, vì cùng bị nhiễm Covid-19 nên bố con cụ Mão mời bà giàu, nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý ở lại nhà mình để tiện chăm sóc cho nhau. Trong suốt mấy ngày ở cùng bố con cụ Mão, bà giàu đã phân tích đúng sai về cách cư xử của anh Nhỡ trong chuyện tình cảm của Đông, Huyền. Bà giàu nói chuyện khuyên ông Trọng đừng có thiển cận ngăn cản mối quan hệ giữa Huyền và Đông. Vì ông không hiểu rõ về Huyền, những gì Huyền đã trải qua thì không nên phán xét. Đúng lúc này, Huyền đứng từ xa cũng nghe được nội dung cuộc trò chuyện. Chưa gì cháu đã phán xét định kiến, cháu nghe thiên hạ đồn 1 thành 10 rồi cấm con cháu không được yêu một người như thế. Cháu có biết lối suy nghĩ thiển cận đấy của cháu làm lỡ đi một người tốt? Bà giàu nói, người già đã gặp bất hạnh, gặp phải người không ra gì rồi, thế định bắt người ta nín nhịn cả đời, chịu khổ cả đời để làm vừa lòng thiên hạ.